Chào các nhà đã quay trở lại với kênh Shippo Amei and Vespa. Duy đang có hai sự chọn lựa cho mọi người. Một chiếc là năm 1967 size Simon Regular, giá chỉ có 3,5 triệu thôi, mặc dù là màu của nó xanh rì rất là đẹp. Và một chiếc cũng Simon Regular sản xuất năm 1967, nó cũng có độ xanh tương đương như vậy, nhưng mà giá của chiếc này đến 18 triệu. Tại sao hai chiếc áo cùng đời, cùng thiết kế, cũng chuẩn bị cấp phát, nhưng mà lại có một chiếc chỉ có 3,5 triệu và một chiếc là 18 triệu? Nó khác nhau chỗ này nè, một chiếc này còn mới cứng và một chiếc này đã sử dụng nhiều rồi, có vài lỗi căn bản nên giá của nó tốt. Nhưng mà chiếc này thì Duy không thể bán tốt vì giá của nó về đã quá cao rồi anh em. Và chiếc này nó khác chiếc này ở cái chỗ là nó còn nguyên tem giấy, nguyên một chiếc tem giấy trong túi. Thì anh chị nào quan tâm về chiếc áo mới 99% này, gọi Duy số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình, phù hợp cho bác nào 65kg cho đến 72kg và cao đến trên 1m7 đến 1m75 là đẹp lắm ha. Đặc trường hợp thấp hơn một tí xíu cũng được, nói chung là cũng được. Như Duy có 1m68 nên Duy vẫn mặc Simon Regular ha. Và quan tâm thì gọi cho Duy, Duy sẽ cho biết lý do tại sao hai chiếc áo này hai giá khác nhau. Trời mưa bão quá cả nhà, không biết là mọi người có bình an không ha, mưa lớn quá. Đây, Duy quay sơ lược chiếc áo Simon Regular cho cả nhà xem nha. Đó, nói chung là không thể chê được. Và điều đặc biệt nó là đời tem to ha. Túi thì là túi trái đào, vải bột mì ha. Và đầu khóa của hãng chắc là Command nè. Đây, đầu khóa đuôi cá của hãng Command ha. Nói chung là đẹp, bass tay nè anh em, nhìn cái tam giác tay nè. Áo này thì nói mới 98-99% thôi chứ không hẳn là mới 100% đâu. Bởi vì đây nè, nó cũng có xài lướt thì mình nói vậy cho nó thoải mái hơn. Còn màu của nó thì khẳng định là màu này là phải 100%. Đây nè, nó cũng có mà gỡ bứt cái tem tên đi rồi. Còn đây là tem rin theo áo nè, tem US Army, tem rin theo áo xưa luôn. Và anh em thấy áo chuẩn xịn thì cái đường chỉ là chỉ cô tông, nó may rút vào trong xưa luôn ha, nó không phải giống như đồ giả là chỉ ni lông. Và nó may nổi, đây là cái bước chỉ này nè, đều tăm tắp và mịn đẹp ha. Nói chung là không thể chê tem của nó, xếp vải ngang rất đẹp, không có gì để chê đây được. Còn dây rút thì còn căng luôn ha. Dây chít eo, nút khóa của hãng Arrow rồi. Duy quay cái mặt lưng sơ lược cái ha. Và giá là 18 triệu, đương nhiên giá này Duy vẫn sẽ bớt nhẹ cho anh em nào quen ha. Hơi dính nước xíu tại đang trời đang mưa. Ok, quá đẹp anh em ha, rất xứng đáng. Nhưng mà vì nó là cái size Simon Regular nha, chứ cái size Simon Shop thì chắc chắn nó phải nằm bằng tiền ngàn đô nha anh em. Ok, và đây là giá chiếc áo 3,5 triệu. Thì thật ra Duy mua chiếc áo này gần như là bị lỗ nặng đó anh em, bởi vì cái nó bị mắc lỗi nè, mình không biết được ha. Lúc seller bên nước ngoài chụp hình cho mình là không thấy nè. Đó, là một trong những cái lỗi làm cho cái áo này giảm giá nè. Cái màu này là cái màu xưa của áo nè, so với bên trong bên ngoài thì anh em sẽ thấy là cái màu của chiếc áo này nó xuống tầm khoảng nó còn 95%. Khóa Command, tem dưới là đời 3 tem. Đó, tem trên Simon Regular. Rồi, đầu khóa gài còn đẹp long lanh luôn, không thể chê được ha. Nó chỉ có lỗi bá tay, tiếc quá ha anh em ha. Đó, ngay chỗ này nó có vết này. Đó là lỗi, những cái lỗi mà rất đáng tiếc của chiếc áo này. Bên này thì đẹp, nó chỉ có cái chỗ này thôi ha. Và có những cái vết dơ đây thì anh em về nghiên cứu giặt thử. Thì giá 3,5 triệu thì mình không thể đòi hỏi thêm được, giá tốt nhất rồi, tốt nhất có thể luôn. Và đặc biệt là cái size này là size nhỏ, size dành cho những bác nào thấp bé nhỏ cân. Lưng áo đẹp không lỗi ha. Riêng bác nào cho Duy thu hai cái dàn tem này, Duy bớt cho 500 ngàn, chỉ còn 3 triệu mà thôi. Duy muốn lấy hai cái tem này để sưu tập, bảo bộ sưu tập của mình ha. Và giá của hai chiếc áo này là sau khi mà gỡ hai bộ tem này thì chỉ còn có 3 triệu mà thôi. Khi anh em gỡ ra sẽ để lại lỗ kim như thế này anh em nha. Cảm ơn cả nhà đã xem tin, đăng ký kênh những chương trình ủng hộ mình và quan tâm về những chiếc M65 chuẩn xịt, gọi Duy số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình. Bán 18 triệu nhưng anh em phát hiện đây không phải chuẩn xịt thì 180 triệu là nổ tài khoản liền. Bán 3,5 triệu
mà anh em phát hiện ra không phải chuẩn xịn thì cũng 180 triệu đi. Nói là làm. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.